Xin hân hoan chào mừng các bác và toàn thể quý anh chị em đã đến xem và tham khảo các bộ karaoke trên kênh YouTube Âm Thanh Alun 2 của cửa hàng và một clip trong buổi sáng hôm nay thứ 6 ngày 18 tháng 10 năm 2019. Em trân trọng làm một video để giới thiệu test chất âm một bộ sản phẩm karaoke cho chị Chu Thị Loan có địa chỉ tại xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang với số máy 0846670299. Tổng bộ sản phẩm có giá 7.100.000 đồng, giá trên em chào bán tại cửa hàng. Bộ sản phẩm bao gồm một chiếc đẩy bãi HM D48, chiếc đẩy em đang chào bán với giá 2.900.000 đồng trên một chiếc, một chiếc vang cơ DBX mã số DPS228SX giá 1.200.000 đồng đã bao gồm dây rắc, một đôi loa chép sử dụng một bát 25 dòng ngân mút cao su, hai chung và hai tép. Đôi loa em đang chào bán với giá 2.500.000 đồng trên một đôi, giá trên em chào bán tại cửa hàng. Và các bác thân mến, với một bộ sản phẩm này thì giá của nó rất vừa tầm tiền, chất âm cũng hay, công suất đủ để hát ở một phòng gia đình khoảng 20m2. Và thực tế chất âm của nó như thế nào và có thể tin được không, một bộ sản phẩm chỉ có giá 7.1 triệu đã bao gồm một chiếc mic các nhá, đã bao gồm một chiếc mic một chiếc mic có dây Supu 757. Chiếc mic này hát rất hay, tiếng chuẩn và nó là ra cái tiếng thực, tiếng thật của các bác. Và bây giờ em mời toàn thể các bác sẽ cùng nghe chất âm trước, sau đó em cũng xin phép là sẽ nghêu ngao một đoạn trong một ca khúc để các bác có thể kiểm chứng về phần nghe nhạc cũng như là phần karaoke. Các bác thân mến, với một bộ sản phẩm mà như thế này, đây là một chiếc đẩy bãi của Trung Quốc, đây là một chiếc vang mới của Trung Quốc và đôi loa hàng bãi của Trung Quốc, và đây là một chiếc mic Supu cũng của Trung Quốc luôn các bác nhé. 7.100.000, các bác sẽ cùng nghe chất âm. Và nếu như các bác có điều kiện và không thích những bộ sản phẩm như thế này thì coi như các bác cứ xem để tham khảo, không bổ trước thì nó sẽ bổ sau các bác ạ. Ví dụ như có thể bây giờ các bác không có nhu cầu mua, nhưng mà sau này nếu như các bác có thể là sẽ mua bộ sản phẩm này tặng cho người bạn của mình, hay tặng cho những người em, hoặc tặng cho bố mẹ, thì những bộ sản phẩm này rất vừa công suất và bộ sản phẩm này rất là phù hợp cho các bác có thu nhập trung bình và thu nhập thấp các bạn, nhưng có niềm đam mê âm thanh lớn. Có nghĩa là sao, ý muốn nói các bác cảm thấy phù hợp thì sẽ mua ủng hộ cho em. Còn nếu như các bác có điều kiện mà không thích bộ sản phẩm này, các bác thích những bộ hàng trăm triệu em cũng có để phục vụ các bác nhé. Bộ này em phục vụ các bác có điều kiện thu nhập trung bình. Và theo như ý kiến của riêng em thì bộ sản phẩm này cũng là ước mơ của rất nhiều các anh chị, các chú và các bác rồi đấy ạ. Và em mời toàn thể các bác nghe chất âm. 7.100.000 đồng bao gồm cả mic các bác nhé, giá rất hợp lý. Và các bác sẽ cùng nghe. Và đây chính là chất âm của nó. Theo như đường link mà cửa hàng đã đưa ra là có thể tin được không, một bộ sản phẩm karaoke nghe nhạc chỉ có giá 7.1 triệu, giá trên em chào bán tại cửa hàng. Cảm ơn toàn thể các bác rất nhiều. Các bác thân mến, trước khi nghêu ngao một đoạn trong một ca khúc thì em cũng xin phép là sẽ giới thiệu về chế độ bảo hành của bộ sản phẩm này. Riêng đôi loa chép
bảo hành an toàn thẻ các bác là hiện tại đang là zin nguyên bản hoàn toàn, chung tép mát phân tần. Và dòng gân mút cao su này các bác lưu ý nhé, và chị Loan cũng lưu ý giúp cho em, riêng dòng gân mút cao su này nếu chưa thay gân mà nó là hàng cũ thì lội nhật trong vòng khoảng 2 năm là lâu, còn nếu không chỉ 1 năm là cái gân của nó sẽ bị hỏng, và khi đó là nhà mình sẽ cầm qua các bác thợ sửa chữa loa ở gần nhà thay một đôi gân mới là hoàn toàn yên tâm và lại hát tiếp tục và sử dụng được khoảng 3 đến 4 năm. Và sau 3-4 năm tiếp tục nó lại hỏng gân. Dòng gân mút cao su nó là như vậy. Dòng gân mút cao su này các bác nhá, nó ngấm nước, và ở cái khí hậu miền Bắc thì luôn luôn bị lồm và ẩm. Đấy, những cái mùa lồm thì cái hơi nước nó ngấm vào và nó sẽ làm mục cái gân, nó không bền như cái dòng gân vải các bác nhá. Và dòng gân vải tẩm dầu lụa thì nó lại càng bền, thì nó là vĩnh viễn. Còn dòng gân mút cao su nó như thế. Trước đẩy em bảo hành cho 1 tháng miễn phí, trước vang em bảo hành cho 1 năm. Còn đôi loa em chỉ bao test các bác nhá. Tất cả loa từ trước này em bao test toàn thể các bác. Và khi em đã bao zin, nó sẽ là zin nguyên bản. Còn nó có lỗi gì hoặc là nó bị sửa chữa em sẽ báo. Từ trước này em bán hàng là như vậy. Còn em không bảo hành các bác đánh cháy. Và thưa toàn thể các bác thân mến, khi nói đến từ bảo hành thì trong clip này em sẽ chia sẻ. Nếu như bán loa mà nói từ bảo hành thì phải là sao? Nếu như các bác đánh cháy bát về phải có cái bát xịn như thế thay vào cho toàn thể các bác. Các bác đánh cháy chéc phải có bác chéc xịn như thế thay vào cho toàn thể các bác. Còn nếu mà nói từ bảo hành cho xong em nói được, em bảo hành cho toàn thể các bác đôi loa này 1 năm. Các bác cứ đánh cháy về đây em cho thợ sửa chữa lại, các bác lại nghe được. Cứ đánh cháy lại cầm đây bảo hành cho toàn thể các bác. Đấy gọi là bảo hành. Nhưng bảo hành sửa chữa cho một đôi loa thì giá trị của nó sẽ không còn. Các bác lưu ý. Cái từ bảo hành ở đây riêng cho phần loa. Nếu như ai bảo là bảo hành cho toàn thể các bác hỏi thật kỹ, tôi đánh cháy quay lại đổi loa mới cho tôi. Ok, như vậy là người ta làm rất là trách nhiệm. Còn nếu mà nói từ bảo hành, còn từ bây giờ các bác thân mến, em bán loa em cũng sẽ nói từ bảo hành. Đấy, bảo hành cho các bác 1 năm luôn. Hỏng cái gì cầm về đây em sửa chữa, trả lại toàn thể các bác, chạy ngon lành, chất âm hay, có được không các bác? Đấy, còn từ trước là em nói rồi, hàng bãi em không bao giờ bảo hành, và hàng mới em không giờ bảo hành về loa. Cái loa này em khẳng định toàn thể các bác 95% nó chết, nó hỏng là do các bác mở to quá công suất hoặc là zip mic nó chết loa tép. Còn để tự nhiên nó hỏng đấy ạ, nó cũng như con người các bạn, phải có bệnh thì mới ra đi, phải tai nạn thì mới ra đi. Còn cái số nạn nhân do đột tử mà ra đi cũng có, nhưng ít lắm các bác ạ. Số lượng chỉ chiếm khoảng 2-3% thôi. Đấy là một cái ví dụ các bác lưu ý nhé. Và giờ em sẽ test nghêu ngao một chút để toàn thể các bác có thể nghe được cái tiếng ca của nó các bác nhá. Đây ạ, em sẽ chọn một đoạn thôi, em chỉ nghêu ngao một chút thôi các bác nhé. Em sẽ thử tiếng ca của nó một chút các bác nhé. Lên 1, 2. Có phải em giận anh? Có phải em giận anh? Nếu ngày mai sẽ cách nhau, em chẳng lên âu sầu, trời sắp đổ mưa ngầu, đôi ta chẳng tan vỡ. Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau, để chìm vào trong bể sâu. Yêu nhau từ độ nào, mấy mùa trăng lên cao, thiết tha như mối duyên đầu, để tình đôi ta bên lâu. Mùa thu lá bay bay thật nhiều, kỷ niệm càng thương bấy nhiêu. Nếu tình đôi ta dở dang, em hãy xem như là một giấc ngủ chim bao, mai sau cùng quên hết đôi hướng cuộc đời.
em về kéo trời mưa mau. Okay. Các bác ạ, đó là phần ca cũng như là cái tiếng effect, tiếng nhại của chiếc vang. Chiếc vang này giá của nó chỉ có 1,2 triệu, nhưng chất âm của nó cũng rất là hay. Nó phù hợp cho những bộ sản phẩm karaoke có tổng trị giá trên dưới 10 triệu đồng. Và chiếc vang này 100% là của Trung Quốc sản xuất, hay nói khác nó là dòng sản phẩm hàng loại 1 các bác nhé. Và thưa các bác thân mến, một bộ karaoke nghe nhạc vừa với tầm tiền đã được một bác khách hàng, một chị khách hàng có địa chỉ tại Yên Dũng, Bắc Giang ủng hộ. Và xin phép gửi lời cảm ơn đến toàn thể các bác. Và đây chính là kênh âm thanh Alun 2 của cửa hàng. Các bác nếu như là xem là lần đầu tiên, hoặc các bác chưa ấn nút đăng ký màu đỏ, các bác sẽ cùng ấn nút đăng ký màu đỏ ở phía dưới màn hình để tiện theo dõi những video mới nhất của cửa hàng các bác nhé. Xin chào toàn thể các bác, hẹn gặp lại các bác ở một video gần nhất ạ.